Kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hòa Giải Phát Triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình chuyển tải những thông tin, những sự kiện diễn ra tại các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 1 có những nội dung nổi bật sau đây. Lãnh đạo các địa phương thăm và chúc Tết gia đình chính sách, cán bộ hưu trí. Sôi nổi nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tí tại các địa phương trong tỉnh. Thành phố Bà Rịa phát động chương trình về an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh Xuân Canh Tí 2020. Phần thông tin địa phương mở đầu với những ghi nhận tại huyện Đất Đỏ. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, đoàn lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Đất Đỏ đến thăm và chúc Tết gia đình chính sách và cán bộ hưu trí tại xã Long Mỹ và thị trấn Đất Đỏ. Lãnh đạo huyện Đất Đỏ đã đến thăm các ông Tạ Hồng Sinh, 55 năm tuổi Đảng, nguyên bí thư huyện ủy Long Đức; Tạ Văn Bửu, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện; Lê Đặng Thông, nguyên chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện; Trần Vũ Oai, Sử Văn Châu, đảng viên 55 năm tuổi Đảng; Nguyễn Văn Hồng, thương binh 2/4 và Nguyễn Sĩ Hùng, thương binh 3/4. Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo huyện Đất Đỏ bày tỏ sự trân trọng về những cống hiến hy sinh của các thương bệnh binh cho nền độc lập tự do của dân tộc, sự đóng góp của các cán bộ hưu trí đối với sự phát triển của quê hương, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các gia đình nhân dịp đầu năm mới. Vụ đông xuân 2019-2020, theo kế hoạch, huyện Đất Đỏ gieo trồng trên 4.700 ha cây trồng các loại. Đến thời điểm này, toàn huyện đã gieo trồng trên 4.000 ha, đạt 85%. Trong đó lúa đạt 79,8%, các loại cây trồng khác đạt 100%. Đây là báo cáo của các ngành địa phương tại cuộc họp về tình hình sản xuất vụ đông xuân 2019-2020 do Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ tổ chức. Theo kế hoạch, thời vụ sản xuất lúa vụ đông xuân trên địa bàn huyện Đất Đỏ bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2019 và kết thúc trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, chậm nhất đến ngày 10 tháng 1 năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của vụ lúa mùa năm 2019 gieo xạ trễ, dẫn đến tiến độ xuống giống vụ đông xuân không đảm bảo kế hoạch. Hiện bà con nông dân đang tiếp tục gieo trồng trên 709 ha lúa, dự kiến đến ngày 20 tháng 1 mới hoàn thành. Theo báo cáo của các ngành địa phương, cây trồng vụ đông xuân 2019-2020 đang sinh trưởng phát triển tốt, nguồn nước tưới, phân bón đầy đủ. Dịch hại có xuất hiện nhưng không đáng kể. Lãnh đạo huyện Đất Đỏ đề nghị các ngành địa phương thực hiện chặt chẽ công tác quản lý, điều tiết nước tưới, thường xuyên thăm đồng, theo dõi tình hình sâu bệnh hại để kịp thời thông báo, hướng dẫn người dân phòng trừ, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với các diện tích đất lúa kém hiệu quả, triển khai các mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đất Đỏ vừa tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2019-2020. Theo báo cáo của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, kết thúc học kỳ 1, tỷ lệ học sinh bậc tiểu học hoàn thành môn toán đạt 96,3%, môn tiếng Việt đạt 95,8%, tỷ lệ học sinh bậc trung học cơ sở đạt điểm trung bình từ 5 trở lên đối với môn ngữ văn đạt 78,1%, môn toán đạt 72,4%, môn tiếng Anh đạt tỷ lệ 74,2%. Học sinh đạt hạnh kiểm khá tốt chiếm tỷ lệ 99,2%. Các trường đều tích cực đổi mới phương pháp dạy và học theo yêu cầu đổi mới. Năm học 2019-2020, toàn huyện Đất Đỏ có hơn 14.605 học sinh ra lớp, trong đó khối mầm non có hơn 3.760 học sinh, khối tiểu học hơn 6.550 học sinh và khối trung học cơ sở có hơn 4.280 học sinh. Trong học kỳ 2 năm học này, ngành giáo dục đào tạo huyện Đất Đỏ chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện sắp xếp bố trí, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý giáo dục, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình sách giáo khoa mới đối với lớp 1, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh lớp 9. Phấn đấu 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 9 được tăng thêm 2 tiết môn tiếng Anh một tuần theo đề án của tỉnh. Ủy ban nhân dân thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ vừa tổ chức khai mạc các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tí 2020. Các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao mừng Đảng mừng Xuân Canh Tí 2020 của thị trấn Đất Đỏ diễn ra xuyên suốt từ ngày 10 tháng 1 đến hết ngày 30 tháng 1, tức từ ngày 16 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng âm lịch, với nhiều hoạt động văn nghệ, hội thi, hội diễn, các hoạt động thể thao đặc sắc như lễ hội ẩm thực, biểu diễn lân sư rồng, liên hoan giai điệu mùa xuân, tân cổ giao duyên,
chạy việt dã, hội thao dân tộc. Thông qua các hoạt động trên, thị trấn mong muốn tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Ghi nhận tiếp theo tại huyện Long Điền. Thưa quý vị, mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý 2020, đoàn lãnh đạo huyện Long Điền đã đến thăm tặng quà và chúc Tết các đơn vị, đối tượng chính sách trong và ngoài huyện. Đoàn lãnh đạo huyện Long Điền đã đến thăm tiểu đoàn 59 tên lửa, trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, bệnh viện phổi Phạm Hữu Chí, công an huyện, điện lực huyện. Tiếp đó, đoàn đến thăm chúc Tết ông Phạm Văn Chí, thương binh 4/4, ngụ tại xã An Nhất, bà Nguyễn Thị Sửu, mẹ liệt sĩ, ngụ tại xã Tam Phước. Tại nơi đến, đoàn đã gửi lời chúc Tết vui vẻ, hạnh phúc và thành công đến cán bộ, công nhân viên chức các đơn vị và đối tượng chính sách, đồng thời tặng mỗi đơn vị phần quà Tết trị giá 1 triệu đồng và tiền mặt từ 1 đến 2 triệu đồng, tặng mỗi đối tượng chính sách 1 triệu đồng tiền mặt. Trong năm qua, Trung tâm Y tế huyện Long Điền, các phòng khám khu vực và trạm y tế các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã tiếp nhận trên 276.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh, trong đó điều trị nội trú trên 5.600 lượt bệnh nhân. Báo cáo về các hoạt động nổi bật trong năm 2019, Trung tâm Y tế huyện Long Điền cho biết, năm qua, Trung tâm đã thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế như phòng chống sốt rét, tiêm chủng mở rộng, phòng chống lao, phòng chống phong, HIV/AIDS, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, phòng chống các rối loạn do thiếu hụt iốt, chăm sóc sức khỏe sinh sản bà mẹ và trẻ em, sức khỏe tinh thần cộng đồng. 7 trên 7 trạm y tế xã thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020. Trong năm, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tuy diễn biến phức tạp với 862 ca mắc bệnh và 96 ổ dịch. Tuy nhiên, nhờ chủ động trong công tác phòng chống dịch nên các ca bệnh đều được khảo sát và xử lý đúng quy định, không có trường hợp tử vong. Hội người cao tuổi thị trấn Long Hải, huyện Long Điền vừa tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ Ngôi sao biển với 30 hội viên, hoạt động trong hai lĩnh vực là văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao. Câu lạc bộ Ngôi sao biển, hội người cao tuổi thị trấn Long Hải hoạt động dựa trên nguồn tài chính do các hội viên đóng góp và vận động các mạnh thường quân hỗ trợ. Việc thành lập và đi vào hoạt động của câu lạc bộ nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để người cao tuổi được giao lưu văn nghệ, thơ ca, thể dục thể thao, dưỡng sinh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Chương trình Hội nhập phát triển tiếp nối với những ghi nhận tại thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa mở hai lớp triển khai chuyên đề năm 2020 cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và viên chức các cơ quan, ban ngành đoàn thể của thành phố. Tham gia lớp triển khai chuyên đề năm 2020 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa tổ chức, các đại biểu được nghe Thạc sĩ Ngô Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sẽ tự liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, phù hợp với lĩnh vực công tác. Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa vừa tổ chức lễ phát động chương trình về an toàn thực phẩm, phòng chống dịch Xuân Canh Tý năm 2020. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa đề nghị các ban ngành, đoàn thể, các xã phường tổ chức chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức, hiểu đúng, thực hiện đúng luật an toàn thực phẩm, thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là các thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán, qua đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa đề nghị các ban ngành đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, duy trì có hiệu quả hoạt động của hệ thống giám sát dịch bệnh nhằm phát hiện sớm dịch bệnh và sự cố về an toàn thực phẩm, chủ động áp dụng các biện pháp can thiệp kịp thời. Sau lễ phát động chương trình về an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh Xuân Canh Tý, các thành viên đã tham gia diễu hành, tuyên truyền lưu động về đảm bảo an toàn thực phẩm trên các tuyến đường chính của thành phố Bà Rịa. Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa vừa phát động hoạt động tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường năm 2020. Các hoạt động chính sẽ được tập trung thực hiện gồm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị đến từng tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố. Lễ phát động hoạt động tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường năm 2020 của thành phố Bà Rịa diễn ra sôi nổi, ý nghĩa.
Sau lễ phát động, các lực lượng quân sự, công an, các ban ngành đoàn thể và đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn thành phố Bà Rịa đã diễu hành trên một số tuyến đường chính trong nội ô thành phố, mang thông điệp vận động mọi tầng lớp nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giữ gìn trật tự và bảo vệ môi trường. Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bà Rịa vừa tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 6. 10 ý kiến phát biểu tại hội nghị góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bà Rịa tổng hợp để gửi về thành ủy. Theo đó, những vấn đề được các đại biểu quan tâm góp ý nhiều là chiến lược phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác giám sát phản biện, vấn đề giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản và tài nguyên. Ủy ban nhân dân xã Hòa Long thành phố Bà Rịa vừa tổ chức biểu dương và khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân và 24 hộ gia đình tiêu biểu trong việc thực hiện quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020. 5 năm qua, việc xây dựng các mô hình học tập theo quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ được cấp ủy chính quyền xã Hòa Long thành phố Bà Rịa quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả. Hội khuyến học xã chú trọng nhân rộng các mô hình học tập hiệu quả, thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài. Hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng từng bước được đổi mới, góp phần duy trì phát triển phong trào học tập trong nhân dân. Đến nay, xã Hòa Long có 3.301 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình học tập, đạt tỷ lệ 95% so với tổng số hộ dân. 100% ấp, trường học và cơ quan đạt danh hiệu cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Ủy ban nhân dân phường Phước Hưng thành phố Bà Rịa vừa tổ chức giải bóng bàn mở rộng mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý năm 2020. Tham gia giải có 6 đội bóng bàn gồm có câu lạc bộ phường Phước Hưng, câu lạc bộ phường Long Tâm, câu lạc bộ Bình Giả, câu lạc bộ Việt Gas, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và huyện Xuyên Mộc. Tại giải bóng bàn mở rộng mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý của phường Phước Hưng thành phố Bà Rịa, các đội được bốc thăm chia làm 4 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Chọn mỗi bảng 2 đội đứng đầu vào thi đấu tứ kết và chung kết xếp hạng. Kết quả, đội câu lạc bộ bóng bàn Việt Gas đoạt giải nhất, đội câu lạc bộ bóng bàn phường Long Tâm và đội câu lạc bộ bóng bàn phường Phước Hưng xếp hạng 2 và 3. Tiếp theo là những ghi nhận từ thị xã Phú Mỹ. Nhằm nâng cao trình độ tổ chức và phương pháp huấn luyện chiến đấu cho các cán bộ huấn luyện cơ sở, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Phú Mỹ đã tổ chức lớp tập huấn cán bộ huấn luyện năm 2020 cho 67 cán bộ chủ chốt của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã và các phường xã, các cơ quan xí nghiệp, có tự vệ và 3 trường trung học phổ thông trên địa bàn thị xã. Nội dung huấn luyện gồm công tác soạn thảo xây dựng hệ thống văn kiện, công tác đảng, công tác chính trị, soạn thảo giáo án huấn luyện đội ngũ chiến thuật kỹ thuật chiến đấu bộ binh, điều lệnh đội ngũ. Thời gian tập huấn diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 1 năm 2020. Hội khỏe phù đổng thị xã Phú Mỹ lần thứ 11 năm 2019 đang được tổ chức với sự tham gia của hơn 750 vận động viên đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thị xã. Các vận động viên tham gia thi đấu 10 nội dung gồm bơi lội, võ cổ truyền, vô vi nam, cầu lông, đá cầu, taekwondo, điền kinh, cờ vua, bóng bàn và bóng đá. Hội khỏe phù đổng được tổ chức nhằm góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, hướng đến mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh. Đây cũng là dịp để ngành giáo dục phát hiện tài năng thể thao trong học sinh để bồi dưỡng, phát triển tốt hơn. Nằm trong chuỗi hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý 2020, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong ở xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ vừa tổ chức lễ hội ẩm thực. Có 21 gian hàng ẩm thực gồm 19 gian hàng của 19 lớp trong trường, một gian hàng công đoàn và một gian hàng ban chỉ huy liên đội trường. Ngoài lễ hội ẩm thực, học sinh còn tham gia trò chơi đập heo đất trúng thưởng. Đây là sân chơi lành mạnh bổ ích cho học sinh sau khi kết thúc kỳ thi học kỳ 1 căng thẳng, đồng thời tạo ra không khí vui tươi cho các em trước thềm năm mới. Huyện ủy Xuyên Mộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quy chế dân chủ ở cơ sở, dân vận chính quyền năm 2019. Trong năm qua, các cấp ủy đảng chính quyền huyện Xuyên Mộc đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với thực hiện năm dân vận chính quyền năm 2019, phát huy quyền làm chủ của nhân dân với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Năm 2019, công tác tiếp đối thoại với công dân tại huyện Xuyên Mộc được chú trọng và thực hiện nghiêm túc. Các ngành các cấp huyện đã tổ chức tiếp và đối thoại với 264 lượt công dân,
cấp xã tiếp 1.665 lượt công dân. Huyện đã tiếp nhận 8 đơn thư tố cáo và đã giải quyết dứt điểm 6 vụ. Tại hội nghị tổng kết công tác quy chế dân chủ ở cơ sở, dân vận chính quyền năm 2019, lãnh đạo các cơ quan đơn vị đã đề xuất nhiều giải pháp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2020. Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công tác năm 2019. Trong năm qua, Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc và các trạm y tế xã thị trấn đã kịp thời xử lý 521 ổ dịch sốt xuất huyết, không để bùng phát thành ổ dịch lớn. Khám bệnh điều trị nội trú cho hơn 270.000 lượt người. Ngành y tế huyện Xuyên Mộc tiếp tục đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh với mô hình thi đua xây dựng bệnh viện thân thiện an toàn, nâng cao năng lực hoạt động trạm y tế xã, triển khai mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại 3 trạm y tế xã Hòa Bình, Hòa Hiệp, Bình Châu. Năm 2020, Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng, cải thiện năng lực đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến cơ sở. Những thông tin ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu sẽ khép lại phần thông tin địa phương trưa nay. Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu đã trao tặng máy ấm công đoàn cho gia đình chị Ngô Thị Chung, là đoàn viên công đoàn thư viện thành phố Vũng Tàu. Với sự hỗ trợ 50 triệu đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh, gia đình chị Ngô Thị Chung đã cải tạo sửa chữa căn nhà cũ nát của mình thêm chắc chắn khang trang hơn để đón Tết cổ truyền vui vẻ hạnh phúc. Tại buổi lễ trao nhà, Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu, công đoàn cơ sở thư viện thành phố tặng gia đình chị Chung nhiều vật dụng sinh hoạt hữu ích. Ủy ban Nhân dân phường 4 thành phố Vũng Tàu vừa tổ chức trao tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Châu Niên Lúc, ngụ số nhà 208/4B đường Lê Lợi, khu phố 3, phường 4 thành phố Vũng Tàu. Đây là hộ nghèo chuẩn tỉnh năm 2019. Căn nhà được xây dựng trên khu đất của gia đình và có diện tích rộng 30m2, tổng giá trị xây dựng hơn 60 triệu đồng. Trong đó 30 triệu đồng được hỗ trợ của Ban vận động quỹ vì người nghèo thành phố Vũng Tàu, số còn lại của Ban vận động quỹ vì người nghèo phường 4 hỗ trợ. Việc trao nhà đại đoàn kết đúng vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đã giúp cho gia đình ông Lúc có thêm điều kiện vui xuân đón Tết. Hơn 150 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường 7 thành phố Vũng Tàu vừa được nhận quà Tết. Chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 7 tổ chức. Tổng kinh phí quà tặng gần 46 triệu đồng được trích từ quỹ vì người nghèo địa phương và vận động các đơn vị mạnh thường quân đóng góp nhằm giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền đầm ấm và hạnh phúc. Thưa quý vị, những ngôi đình làng, nơi chứa đựng giá trị văn hóa, lịch sử rất riêng và quan trọng. Đó là sự gắn bó với lịch sử hình thành, sinh sống của cư dân trong tiến trình bảo vệ và giữ gìn bờ cõi. Trong các ngôi đình làng ở những vùng Long Điền đất đỏ, thì dấu tích xưa cũ vẫn còn lưu giữ thông qua những hàng cây cổ thụ. Trường tồn với thời gian, không chỉ là nơi lưu giữ những dấu tích xưa cũ, chứng tích cho bao thăng trầm, biến đổi. Những hàng cổ thụ hàng trăm năm tuổi còn góp phần làm nên vẻ đẹp truyền thống và hồn cốt của những vùng quê. Đình thần Long Điền, tọa lạc ở khu phố Long Phượng, thị trấn Long Điền, được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ thứ 19. Tại đây có 169 cổ thụ rất độc đáo, gắn với lịch sử hình thành của đình. Những cây cổ thụ có tuổi đời hơn 150 năm như sao giáng hương, dầu, xà cừ, mang dốc dáng kỳ dị, càng làm tôn thêm vẻ cổ kính, linh thiêng cho ngôi đình. Đây có thể nói là hàng cây cổ thụ độc nhất vô nhị của huyện Long Điền. Chính vì vậy mà người dân Long Điền rất trân quý hàng cây này và xem chúng như bảo vật. Đặc điểm cái rừng cây cổ thụ này á, là những cái loại cây rất quý chứ không phải cây tạp. Đó gồm có sao, gõ đỏ, giáng hương, cây dầu, đặc biệt cây dầu là nhiều. Thì nhờ cái toàn thể cái rừng cổ thụ này đó, nó tạo ra cái không gian, một cái khung cảnh của đình thần Long Điền hết sức là uy nga, hết sức uy nghi mà người dân ở Long Điền này hết sức là tôn trọng. Đối với du khách cũng vậy, thì vào đây thấy cái rừng cây cổ thụ này thì hết sức là quý hiếm. Cho nên hiện nay đối với cái đình thần Long Điền này là được nhà nước công nhận là di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh đó, thì nhà nước cũng hết sức quan tâm, tạo điều kiện cho ban trị sự chúng tôi là quản lý cái rừng cây này. Đến đây thì chương trình Hòa nhập phát triển xin được khép lại.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình và bản tin thời sự tiếp theo.